Em à, anh xin lỗi em nha. Chắc là hai tụi mình phải nghỉ tuần trăng mật tại gia rồi. Được chứ sao anh, mọi người á đi trăng mật đông tây, còn em và anh trăng mật tại gia, càng tốt hơn cho em bé nữa, có sao đâu anh. Ừ, anh quên nữa, kể từ bây giờ mình phải tập thêm một thói quen nữa là mình phải tính toán chi tiêu cho ba người. Ba người. Hay thiệt đó. Khi xưa cả ngàn lần em tưởng tượng có lúc đó, hai vợ chồng mình sẽ đi chơi riêng với nhau như thế này. Mình sẽ chạy nhảy và đùa vui trên biển ở mấy sóng kia kìa. Mình đi xuống biển đi anh. Anh chỉ muốn đứng đây ngắm biển mà thôi. Anh đúng là lười nhác á. Mình về thôi. Sau chuyến đi nghỉ này, mình tiếp tục phải chuộc lỗi với vợ con bằng những kế hoạch gì nữa đây? Mình chưa thể. Không, mình không dám hình dung ra cảnh Hiền Thanh và Minh Hạnh phát giác ra sự thật nó sẽ như thế nào nữa. Mình rất sợ hãi khi nghĩ tới điều đó. Nhưng mình cũng sợ hãi vô cùng nếu như phải mất đi Thùy Linh. Ôi trời ơi, Nam à, mày đã mất hết lý trí rồi.